Cư dân ở trung cư Phạm Viết Chánh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh vừa thở phào nhẹ nhõm khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh thông báo trường hợp bệnh nhân 326 không tái nhiễm COVID-19. Ngày 30 tháng 6 năm 2020 được xem là ngày vui khi người dân nơi đây nhận được thông báo này. Trước đó, ngày 20 tháng 6, bệnh nhân 326 có kết quả dương tính yếu với COVID-19. Để bảo đảm an toàn và chủ động phòng ngừa dịch COVID-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu người dân sống cùng tầng với bệnh nhân 326 tại trung cư Phạm Viết Chánh lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 để giám sát trọng điểm. Tuy nhiên, đến ngày 29 tháng 6, một số người hoang mang khi trên mạng lan truyền thông báo của Ủy ban nhân dân phường 19 quận Bình Thạnh về việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 toàn bộ cư dân tầng 12 lô D chung cư Phạm Viết Chánh. Theo Bộ Y tế, bệnh nhân 326, 20 tuổi là du học sinh từ Pháp về Việt Nam vào ngày 24 tháng 5, được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại bệnh viện Giã chiến Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 25 tháng 5. Sau một thời gian điều trị, bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh ngày 9 tháng 6. Sau khi xuất viện, bệnh nhân này tiếp tục được cách ly 14 ngày ở khu cách ly của quận Bình Thạnh. Sau đó, bệnh nhân về nhà tại tầng 12 Lô Đê, trung cư Phạm Biết Tránh và được xét nghiệm thường xuyên để kiểm tra. Tính đến sáng ngày 30 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh đã có 61 ca nhiễm COVID-19, trong đó 57 ca đã khỏi bệnh, xuất viện. Tổng số người đang cách ly tập trung là 568 người, cách ly tại nhà nơi cư trú là 119 người. Bộ Y tế cho rằng, người dân không nên quá lo lắng và hoang mang vì trước đây cũng có nhiều trường hợp sau khi ra viện xét nghiệm dương tính yếu với SARS-CoV-2 và không có khả năng lây lan.